could be us. So back to what I was saying. Could be us. Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ lý do Lưu Đức Hoa đã 10 năm không ăn cơm. Để duy trì cơ thể gọn gàng, săn chắc, Lưu Đức Hoa đã phải áp dụng chế độ ăn kiêng gắt gao. Mới đây, Sina đưa tin trong show đạo diễn xin chỉ giáo khi thảo luận về vấn đề giữ gìn vóc dáng của nghệ sĩ Trung Quốc. Nhà sản xuất, đạo diễn Vương Tinh tiết lộ Lưu Đức Hoa đã 10 năm không ăn cơm nấu từ gạo trắng để duy trì cơ thể gọn gàng, săn chắc. Cuộc sống như Lưu Đức Hoa không phải dành cho con người, đạo diễn Ý Thiên Đồ Long Ký bản điện ảnh nói. Theo đạo diễn Vương Tinh, tự kiểm soát bản thân, hình thành ý thức chăm sóc ngoại hình, giữ gìn vóc dáng cân đối là một trong những môn học bắt buộc đối với nghệ sĩ, và phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật. Chính vì vậy, để duy trì trạng thái hình thể tốt nhất cho việc ghi hình hay xuất hiện trước công chúng, mỗi nghệ sĩ đều có chế độ ăn kiêng gắt gao. Làm người nổi tiếng bề ngoài có vẻ hào nhoáng, nhưng nỗi vất vả và sự chịu đựng họ trải qua đằng sau thật khó tưởng tượng. Chục năm qua, Lưu Đức Hoa chưa cho phép bản thân buông thả dù chỉ một ngày, Vương Tinh chia sẻ. Hiện đã ở tuổi 60 nhưng trong Lưu Đức Hoa vẫn còn rất trẻ. Nhiều ý kiến nhận định, chế độ ăn uống khoa học đã giúp nam tài tử trẻ lâu so với bạn đồng nghiệp. Lưu Đức Hoa từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng, tôi ăn chay trường được 7 năm rồi. Bạn phải ăn đúng nguyên liệu và chọn đúng cách chứ không phải ai ăn chay cũng tốt cho sức khỏe. Anh cũng kiên trì thực hiện thực đơn mình vạch ra. Có những lúc nhân viên gọi đồ mang về, anh cũng không bao giờ phá lệ ăn chay. Các bữa ăn của tài tử họ Lưu thường bao gồm súp nấm rơm, nấm kim châm, nấm xào khoai mỡ, bí đao. Do đó, chuyên gia dinh dưỡng Hoàng Su Huy cho biết thực đơn của nam diễn viên không có thực phẩm chế biến sẵn, toàn là thực phẩm tự nhiên nên rất tốt cho sức khỏe. Anh chọn ăn mì, bí, khoai mỡ. Đây là những thực phẩm giàu tinh bột, thuộc loại ngũ cốc nguyên hạt nên giàu chất xơ và phytochemical, mật độ dinh dưỡng cao. Không nên ăn quá nhiều bánh mì trắng, cơm và các loại tinh bột tinh chế khác, vị chuyên gia nhận xét. Lưu Đức Hoa sinh năm 1961, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hồng Kông, Trung Quốc. Hơn 30 năm hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất, Lưu Đức Hoa sở hữu hơn 160 vai diễn và để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ như Thần Điêu Đại Hiệp, Thập Diện Mai Phục, Vô Gian Đạo, Thiên Hạ Vô Tặc.